Đây là quán ăn ở chùa Quan Đế, đường Hùng Vương, gần gần mấy cái khu tiệm vàng cũ á. Ở bên ra đây chúng tao đó, ở cái máy con bên này con lấy gì? Ở đây là bán đủ món hết phải không chị? Để review. Cái này là mình bán lâu chưa chị? Bán mấy chục năm. Bao nhiêu vậy? Chị ơi, mấy cái món ăn là gì vậy chị? Cơm tấm, bánh tằm, bánh cá, không gì mấy thứ mì, bánh ướt, bánh hỏi. Rồi, đủ thứ. Dạ. Phía bên là những cái tiệm bắt các loại cây đó bắt đối diện, phía bên nữa là cái tiệm vàng. Cái đình ở phía sau đường có bán rất là nhiều thứ. Ở đây hôm nay thì mình kêu là gọi là bún xào. Bún xào ở đây nhiều lắm. Bún xào thì có đầy đủ. Giá nè, thịt, bún, đây là rau thơm, ớt, rồi có cả rau rau găm nè. Đậu đó là cái nước chấm, ở đây là tương đối là thử. Giá cả thì như thế nào thì chút nó tính thì sẽ biết thôi. Chứ ở đây là ở trong sân chùa nè. Nước chấm thì vừa ăn. Xong rồi, đem một bọc về.
giá cả là 22.000. Đây còn gọi là quán ăn chuồng để.